Có rất nhiều kiểu trà trên thế giới. Vậy đố các bạn, người Tây Tạng trà nhau như thế nào? Người Tây Tạng chào nhau ra sao? Đừng có giành, không biết đừng giành nha. Mở đi chơi, câu này mở đầu, ai muốn làm thì làm đi chơi. Tây Tạng Tây Tạng Người Tây Tạng chào là sẽ chắp tay chào, chắp tay chào. Đội của tôi không có kiến thức rồi anh em ơi.
tiếp theo. Trong địa chỉ email thường sử dụng ký hiệu A cộng. Ở Hàn Quốc, ký hiệu này được ví như con ốc. Ở Đan Mạch, ký hiệu này được ví như mũi của con voi. Ở Hungary, được ví như là con dòi. Vậy thì ở Hà Lan, ký hiệu này được gọi là gì? Ở Hà Lan được ví như A mốc là gì? Không biết gì. Hoa tulip. Hello. À, được ví như con chuột. Con chuột. À, rồi. Cháu con đồng nào? Đồng. À, em làm đồng lại nguyên việc lên luôn á. Đổi à, đổi được. Em không biết chưa, đợi chị đợi. Không, biết rồi. Ký hiệu A mốc trong email tại Hà Lan được ví là hết thời gian, một tinh tú. Tinh tú là cái gì? Hãy xem những người trí thức anh Giang nhìn mà học hỏi. Nhìn mà học hỏi, ở Hà Lan nổi tiếng là cái gì? Hoa. Là cối xay gió. Nó được ví như là cối xay gió. Chết luôn rồi. Cái nút áo. Con ốc. Cái gì bây giờ ngọt? Đây là động vật có đuôi dài. Wow. Cá sấu, cá sấu. Động vật có đuôi dài mà con đó thì chỉ có thể là con chim. Chim. Chỉ có thể là con vượn. Chim. Quy, con cáo. Con khỉ hay con vượn á? Quy, con cáo. Con cáo. Câu hỏi tiếp theo. Từ nào vừa là tên một loài động vật, vừa là tên một loài thực vật? Đáp án chỉ có một chữ. Từ hả? Cái gì vậy con? Hoa màu gà, với lại con cái màu gà. Một chữ à, con cây gì ta? Thực vật. Sao? Ủa cái gì quên rồi tự nhiên quên. À không. Ok ok. À con trùng, trùng, trùng. Động vật và trùng. Hả? Trùng. Trùng là cái gì cái trùng? Không trùng. Động vật. Là cái con đó và cái cây đó đều giống nhau. Cúc, chim cúc là hoa cúc. Hai cái chữ khác. Trời ơi. Quý ơi. Con voi, con cọp, con gà, con chim, con gì trời, con người hả, con người có à, con người hoa người. Cóc. Cóc. Con cóc và trái cóc. Anh đợi cái em chụp đúng không? Đúng rồi. Em chụp đúng không? Đúng rồi.
cân à, có cân anh dễ cân đồ hay ghê, cốc mà sẽ cốc. Sau đây là câu hỏi tiếp theo. Trong 5 giây kể tên 5 quốc gia bắt đầu bằng chữ B phở. Phát. Quốc gia hả? Lên đây, lên đây, biết rồi lên đây. B phở đó nha. B quốc phở. Gia chữ B phở, B phở nha. Phần Lan, Philippines. Sao không sai? Cái gì này chứ vậy? Không biết là cái gì. Cái gì
kim chi, canh gà hải sản. Gà rán kim chi bò hầm canh rong biển với lại Ngọc cố lên. Màu xanh, màu tím, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu màu chàm, màu nâu và màu xanh lam. Thời chinh chiến đã xa rồi. Phát! Chàng trai của tôi nằm ở phần nào trên cơ thể? Phát! Phát!